Những cách để bạn trở nên hạnh phúc hơn. Giảm kỳ vọng. Rất nhiều người coi kỳ vọng là một điều tốt, bởi nó giúp mọi người có động cơ vươn tới thành công, cố gắng kiếm tiền cho bản thân và gia đình, chạm tới những nấc thang xã hội cao hơn. Nhưng nếu kỳ vọng bị đẩy cao quá mức, bạn sẽ rơi vào trạng thái chỉ cho phép mình hạnh phúc khi đạt được mục tiêu, còn không đạt được những mục đích ấy, bạn sẽ thấy mình thê thảm và tuyệt vọng. Chấp nhận sự bất toàn của bản thân sẽ chẳng có gì là hoàn hảo. Điều bạn cần làm là yêu lấy những bất toàn của vạn vật, trong đó có chính bản thân mình, chấp nhận những gì là nguyên bản, không đòi hỏi sự toàn vẹn, dù là của mình hay của người khác, thì bạn sẽ biết trân trọng những khiếm khuyết vốn là dấu ấn riêng của tự nhiên ban cho. Chấp nhận những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Thực ra, biết sợ là một điều tốt. Sự sợ hãi giúp bạn sống cẩn trọng, tránh những rủi ro. Nhưng đôi khi bạn cũng phải chấp nhận những việc không thể kiểm soát như một phần của cuộc sống. Điều bạn cần làm là chú tâm vào từng giây phút của hiện tại, rồi bạn sẽ nhận ra kiểm soát mọi thứ trên đời là điều không tưởng. Chờ một chút, có những chuyện thời gian sẽ giải quyết, có những chuyện bạn không thể tìm thấy đáp án ở hiện tại. Điều này khiến bạn lún sâu vào bức rứt, nhưng cuộc sống vốn là chuỗi ngày nối tiếp nhau. Nếu hôm qua bạn đem chuyện phiền muộn tới hôm nay, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể thấy hạnh phúc ngày mai. Nhẫn nhịn một chút, kiên trì một chút, thời gian sẽ trả lời giúp bạn. Hạnh phúc cũng chỉ là cảm giác, đừng quá quan tâm. Bạn không ngừng đi tìm kiếm hạnh phúc, nhưng không thấy một điều hiển nhiên là niềm vui chỉ là cảm giác. Nếu ngay khoảnh khắc này bạn đang hạnh phúc, hãy trân trọng và tận hưởng nó. Còn nếu bạn đang phiền não, điều cần làm không phải trốn chạy mà là cảm nhận tất cả những gì xảy ra bên trong. Tất cả rồi sẽ qua. Mỗi giây phút đều đáng quý nếu bạn không còn quan tâm tới việc tìm kiếm hạnh phúc nữa. Biết người không bằng biết chính mình. Cái biết bạn suy luận không bằng cái biết mà mình tự thân trải nghiệm. Cái biết bằng năm giác quan không bằng cái biết trong sự tĩnh lặng của nội tâm. Không có hạnh phúc nào bằng sự an tĩnh trong tâm hồn. Lời Phật dạy: hãy sống như ngày mai mình không còn được sống nữa. Khi một người biết mình đang đi dần đến cái chết, thường sống cho thật trọn vẹn trong những ngày còn lại. Họ sống thật chậm để nhìn cuộc đời, để nhìn người thân lần sau cuối. Tất cả xung quanh họ đều thật đẹp, thật quý biết bao. Họ trân trọng từng phút giây đi qua và từng phút giây đang đến. Đối với họ, mỗi giây phút được sử dụng một cách cẩn trọng. Không bao giờ họ đánh mất một giây phút nào cho việc làm vô ích. Còn ta thì mặc nhiên vung vãi một cách hoang phí từng thời gian đang có mặt. Ta đã sống hết mình với chính thời điểm hiện tại hay chưa? Từng bước chân ta đã đi hối hả. Ta quên nhìn vẻ đẹp của hàng cây dương bên đường. Ta đi như ma đuổi. Ta sống cạnh người thương, nhưng chưa thật sự một lần có mặt trọn vẹn. Ta mãi lo toan những tính toán của cuộc đời. Chợt nhìn lại thì hỡi ơi, người đã đi xa. Ta đã biết tha thứ, bỏ qua lầm lỗi, hay vẫn còn đắm mình trong dằn vặt khổ đau? Tôi ơi, hãy trở về sống cho trọn vẹn ngày hôm nay. Để mai này nếu có ra đi, ta vẫn không bao giờ hối tiếc. Trong giây phút hôm nay, ta hãy sống tha thứ, sống bao dung,
sống bằng tất cả tấm lòng để đối đãi lẫn nhau. Chung quanh ta có biết bao điều màu nhiệm, cành cây, bông hoa dại ven đường cũng thật đẹp biết bao nhiêu. Hãy bước cho thật vững vàng trong từng bước chân đi. Hãy yêu hết lòng trong từng giây phút đang có. Hãy dành tặng sự có mặt cho người thương một nụ cười hoan hỷ, để biết rằng ta còn hạnh phúc biết bao, vẫn còn hiện diện ngay ở đây và nơi này. Dù mai có ra sao, dù ta có tồn tại hay ra đi, thì giờ phút này vẫn là giờ phút quan trọng nhất trong ta. Hãy sống đẹp như những bông hoa. Hạnh phúc là khi giữa đổi thay, lắng yên trọn vẹn phút giây này, ngắm bình minh đến hoàng hôn lại, thả hết u phiền cho gió bay. Bốn mùa tự tại. Bởi tham vọng nên đời nhiều đau khổ, bởi tin lầm nên mới có tổn thương, bởi hững hờ nên lòng dạ thanh lương, bởi đạm bạc cho nên đời hạnh phúc, bởi tùy duyên nên vui cười mỗi lúc, bởi chân thành nên phó mặc tranh đua, bởi bình an nên xem nhẹ chuyện hơn thua, bởi buông xả nên bốn mùa tự tại. Ngắm lại người trong gương, phải chăng chê ai lầm lỗi làm tăng giá trị mình lên? Phải đâu làm người khác khổ mà đời ta hạnh phúc thêm? Phải đâu chê người khác dài bỗng ta tài trí hơn người? Phải chăng lời qua tiếng lại mà lòng an lạc thảnh thơi? Trước khi chê người khác xấu, ta nhớ mượn đời tấm gương. Nếu người trong gương không đẹp, chê người chê chính mình luôn. Đem lòng xét soi trần thế, quay về thẩm phán nội tâm. Đem tâm nhẹ dại với mình, trải ra đông đầy cõi sống. Ở đời ít ai toàn vẹn, từ bi độ lượng giữ lòng. Cách sống để mình không thẹn là sống trang hòa cảm thông. Tịnh ngôn. Mỗi người chúng ta luôn đặt câu hỏi cho đời mình, cái gì là giá trị lớn nhất trong đời mình? Bạn xuất thân thế nào không quan trọng, quan trọng bạn có đạo đức hay không, gia đình danh giá hay không, không nằm ở chỗ giàu có, mà nằm ở chỗ gia đình có giới hạnh hay không. Nếu bạn cho rằng tài sản là thứ quý giá nhất, vậy giá trị của bạn được tính bằng tiền hay sao? Xuất gia hay tại gia không quan trọng, quan trọng bạn có thực hành thiền hay không. Người ích kỷ không bao giờ quan tâm đến nỗi đau của mọi người khác, càng không thể kiểm điểm lỗi lầm của bản thân, mà ngược lại thường hay đổ lỗi cho người khác, luôn luôn quan tâm đến lợi ích của cá nhân. Người như vậy không bao giờ là trưởng thành. Muốn bỏ được tánh ích kỷ, cần tập thiền tâm từ. Thiền tâm từ có thể áp dụng cho người có tánh nóng giận và tâm dao động. Người có tánh ích kỷ hẹp hòi khó tập thiền hơn người có tánh rộng lượng. Mặc dù họ hay nổi sân, nhưng có thể họ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Sống có đức mới có hạnh phúc chân thật. Khí chất thật sự của một người không phải là ở trang phục bề ngoài đẹp đẽ, lộng lẫy, mà là sự phong phú ở nội tâm bên trong. Điều quan trọng nhất của cuộc đời một người không phải là của cải, mà là phẩm hạnh. Người có đạo đức đi đến đâu cũng được kính trọng và được thần linh che chở. Người không có đạo đức đi đến đâu cũng bị ghét bỏ. Người có đức ắt sẽ có phúc. Phúc đức của một người không chỉ ẩn chứa ở sự tu dưỡng, mà còn ẩn chứa phúc khí của đời người.
làm người phải chú ý đến đức hạnh của bản thân mới là người có đức. Làm người phải lương thiện là đức tính tốt đẹp nhất. Nếu được hỏi phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế giới này là gì, tôi chắc chắn ai cũng sẽ nói đó là lương thiện. Lương thiện mới là năng lượng tích cực trên thế gian. Nó có thể gửi hơi ấm và làn gió xuân cho người khác, đồng thời khiến bản thân cảm thấy tâm luôn an. Lòng tham, cái giận cùng với sự hơn thua đã đuổi chúng ta ra khỏi đời sống bình an nội tại. Tất cả sự giàu có, nổi tiếng, quyền lực thật ra chỉ là khái niệm của loài người đặt ra rồi trở lại trói buộc lấy loài người. Chỉ khi nào vượt qua được những danh xưng về thành công hay thất bại thì chúng ta mới dễ dàng sống trong an lạc. Đơn giản và phức tạp. Khi còn nhỏ thì đơn giản, lớn lên trở nên phức tạp. Khi nghèo khó thì đơn giản, lúc giàu có trở nên phức tạp. Khi thất thế thì đơn giản, lúc có địa vị thì trở nên phức tạp. Tự nhận bản thân thì đơn giản, đánh giá người khác phức tạp. Thật ra thế giới này rất đơn giản, chỉ có lòng người là phức tạp. Mà suy cho cùng thì lòng người cũng đơn giản, chỉ có lợi ích chi phối nên con người mới trở nên phức tạp. Đời người đơn giản thì vui vẻ, nhưng người vui vẻ được mấy người? Đời người phức tạp thì phiền não, mà người phiền não thì quá nhiều. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc sống này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, bởi lòng mình sống dậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng xuôi chảy, kìa phu u nở đẹp giữa vô thường. Tu là biết cân nhắc bản thân từng chút một. Khi bạn làm ác mà thấy cuộc đời vẫn an ổn, đừng vội kiêu ngạo ngang tàn. Chỉ là nghiệp thiện quá khứ của bạn vẫn còn, nên bạn còn được thế. Đến khi bạn hưởng vừa hết quả ác phơi bày, lúc đó thì đã quá muộn rồi. Vay trả cứ vậy mà triền miên, không chỉ một đời. Khi bạn làm thiện mà thấy cuộc đời vẫn khổ đau, mình biết vậy nhưng cứ cần mẫn mà trả nghiệp. Chẳng qua ngày xưa mình làm ác mà nhân ác đến bây giờ chưa tan. Biết vậy để mình biết sợ hãi, xấu hổ trước hạt giống ác, mà nhất định diệt trừ, nhất định không làm ác nữa. Việc thiện dù nhỏ nhất cũng làm, cứ tích lũy dần những việc thiện lành. Vừa hết nghiệp ác của quá khứ là quả thiện sẽ về. Mà cuộc đời này làm sao để biết đâu là thiện pháp để làm, đâu là ác pháp để tránh? Trước khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cần suy nghĩ cho thấu đáo. Việc này có hại đến ai không? Việc này có hại đến mình không? Việc này đem lại lợi ích gì cho tất cả? Rồi cân nhắc sao cho phù hợp nhất. Lấy mục tiêu không gây ác pháp, không hại mình, hại người làm đầu. Từ đó bạn sẽ có lựa chọn thiện lành nhất cho chính mình. Giống như bạn chăm chỉ gieo những hạt giống tốt cho khu vườn của mình và chăm sóc chu đáo, đến một ngày, xung quanh bạn sẽ là một vườn quả ngọt dành cho bạn. Từ nay xin trọn ý lành, phản quan tự kỷ tình thanh nghiệp trần, ngày đêm tu tập tinh cần, bước qua thất niệm để gần đạo tâm. Nguyện không gây tạo lỗi lầm, nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương.
từ bi khiêm hạ nhịn nhường, cõi lòng an tịnh giữa buồn lúc vui. Con xin dưới bóng Phật ngồi, đường tu vững tiến không lùi từ đây. Hương hoa chẳng ngược gió bay, hương người đức hạnh biết quay trở về. Như Lai có nghĩa là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Mới gặp nhau lần đầu thì cái gì cũng đáng quý, đáng thương hết. Nhưng sống với nhau, va chạm nhau mỗi ngày mà vẫn giữ được sự tôn kính và lòng chân thật với nhau mới là điều quan trọng. Cái hình dáng bên ngoài quá đẹp mà con người ta quên mất cái bên trong. Chỉ có giới hạnh và trí tuệ mới làm cho con người ta tôn kính và chân thật với nhau. Nếu không có giới hạnh và trí tuệ thì cho dù chúng ta có làm gì nói gì cũng bởi tham sân si dẫn dắt, nên dễ sanh ra bất kính và hết quý trọng lẫn nhau. Đức Phật là người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Dù Ngài ở một mình hay trước hội chúng thì cũng vẫn như thế, chẳng có gì khác nhau. Dù là kẻ xấu hay người tốt, kẻ giàu hay kẻ nghèo thì Đức Phật vẫn bình đẳng như nhau. Vì thế nên chúng ta tôn kính Đức Phật trọn đời. Không có hạnh phúc nào bằng sự an tịnh trong tâm hồn. Lời Phật dạy, đời sẽ đẹp khi tâm mình không hẹp. Có nhiều người cho rằng đợi khi giàu có, họ mới bắt đầu hành thiền, tu tâm, báo hiếu cho cha mẹ, mà họ lại quên mất rằng là có những người ta chỉ mới gặp gỡ hôm nay thôi, nhưng ngày mai đã vĩnh viễn rời xa cõi đời này rồi. Hoặc có khi cha hoặc mẹ ta mới còn nói cười cười đó, nhưng vài giờ sau đã ra người thiên cổ. Vô thường có bao giờ hẹn trước với ai đâu. Nếu kinh tế bạn còn khó khăn thì bạn có thể thăm viếng, chăm nom cha mẹ bằng cách này hay cách khác, hoặc một cú điện thoại hỏi han, cha mẹ bạn cũng thấy ấm lòng. Đâu cần phải tiền đầy đủ, vàng đầy kho thì mình mới làm cho cha mẹ được vui, mà đôi khi những món quà nho nhỏ, những cái bánh thơm ngon dâng lên cha mẹ cũng nói lên sự hiếu thảo rồi. Giàu thì ta có cơ hội lo được cho cha mẹ nhiều hơn, nhưng ta không thể đổ thừa cho hoàn cảnh nghèo rồi bỏ bê cha mẹ, vừa thiếu thốn vật chất vừa thiếu thốn tình hiếu tử đối với song thân thì rất tội nghiệp cho người già, và bản thân ta cũng mang nghiệp nặng nề. Sống thì hay gặp xui xẻo và thất bại, mà chết thì đọa thẳng vào nơi thống khổ đau thương. Tu tâm hành thiện cũng thế. Hành thiện là tạo phước bên ngoài, còn tu tâm quay về trao dồi đạo đức bên trong. Lúc ta thành công thì đừng bao giờ quên giữ cho mình đức tính khiêm hạ và một lòng tu niệm để giữ cho sự thành công đó được lâu dài, bền bỉ với thời gian. Còn lúc ta khổ thì càng phải tu nhiều hơn và tạo phúc từ những việc nhỏ nhất để mong cải thiện cho hoàn cảnh mình trở nên tốt đẹp. Quan trọng nhất là tâm mình đừng nhỏ hẹp thì cuộc đời sẽ đẹp mà thôi. Nghiệp ta cứ trả cho xong, phước ta cứ tạo mà đông cho đầy, một lòng chẳng chút đổi thay, con đường thiện pháp đắp xây tu hành. Vì tánh biết vô tận nên lòng từ vô biên. Phật chính là cái biết vô tận, và Phật cũng chính là sự sống vô tận. Sự sống tồn tại không phải cho riêng mình, mà sự sống là cho hết thảy tất cả muôn loài chúng sanh. Nếu ai có ước nguyện thành Phật thì phải ước nguyện sự sống này của con sẽ là vĩnh cửu để bao trùm và che chở hết tất cả chúng sanh.
Sự sống này của con cũng chính là sự sống của muôn vàn chúng sanh khác được sinh ra, được sống, được tự do, được an vui và được đi đến sự thành tựu trí tuệ chân chánh. Nếu chỉ ước nguyện thành Phật để giải thoát khổ đau cho riêng mình thì nó chỉ là mục đích chân chánh một phần nhỏ, chưa thể đi đến được sự thành tựu chân thực tuyệt đối. Mà ước nguyện mang đến sự lợi lạc cho hết thảy tất cả muôn loài chúng sanh thì nó mới đi đến được sự thành tựu rốt ráo và hoàn toàn tuyệt đối chân thực. Vì ta có mặt nơi đây không phải tự nhiên mà được thành hình, nó phải hội tụ đủ rất nhiều những nhân duyên và nghiệp quả từ quá khứ cho đến hiện tại này. Chúng ta chính là sự kết tinh từ vũ trụ, sự có mặt của mình. Nó là sự kết hợp của rất nhiều những chúng sanh khác nữa, không phải tự mình mà có thể có mặt và tồn tại được. Sự hình thành của ông bà tổ tiên cho đến ba mẹ mình cũng như vậy, phải trải qua quá trình sinh sống, ăn uống mới giữ được tấm thân này. Vì nhờ có đất trời, không khí, nhờ sự hội tụ đủ của đất nước, gió lửa, đến cây cỏ và các loài động thực vật khác, cùng sự chung tay xây dựng có mặt của rất nhiều những con người khác mới có được sự sống tốt đẹp như ngày nay. Nhờ sự sống trước đang có mặt mà sự sống sau mới được hình thành. Nên lòng biết ơn đối với những bậc tiền bối, những gì đã đi trước, đã trải qua trong quá khứ cho đến hiện tại, đang hiện diện nơi đây. Nó chính là sự kết tụ toàn hảo của tất cả sự sống trên vũ trụ này. Từ tình yêu thương bao la chân chánh mà khởi sinh ra tất cả. Quán chiếu điều này giúp chúng ta có được sự bứt phá, vượt qua hết tất cả mọi khó khăn thử thách để tiến về phía trước. Nếu chỉ phát nguyện giải thoát cho chính mình thì chưa được hoàn toàn thật sự chân chánh, mà phải phát nguyện cho đến hết tất cả muôn loài bá tánh chúng sanh trong vô lượng mười phương thế giới thì ước nguyện đó mới đi đến được sự thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạ ơn người. Nam mô Phật Bảo, Nam mô Pháp Bảo, Nam mô Tăng Bảo. Sa đu, sa đu, sa đu. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho đời con vô lượng an lành. Quay về giác tánh vô sanh, Bồ đề tâm nguyện viên thành từ đây. Phật dạy cho chúng ta nghe thế nào là tu thân và tu tâm trong giới luật bậc thánh. Khi lạc thọ khởi lên, vị đệ tử không tham đắm, theo đuổi lạc ấy. Khi lạc thọ chấm dứt, hộ thọ khởi lên, vị đệ tử không sầu muộn than khóc. Vị ấy không bị lạc thọ chi phối, vì tu tập về thân. Vị ấy không bị khổ thọ chi phối, vì tu tập về tâm. Trung bộ kinh Nikaya 36, Đại kinh Sắc Khai. Sống trả màu cho sắc, trả tiếng về âm thanh, trả muôn điều vạn sự cho các pháp vận hành. Sống yên vui tỉnh thức, có mặt với hôm nay là sống đời ý nghĩa, hạnh phúc trong tầm tay. Nhân của ngu si, nhân của trí tuệ. Nếu một người nào đó sống trên đời mà thông minh trí tuệ, nhớ dai, học một biết mười, làm việc gì cũng giỏi, thì đây phải nói là một người đại phúc báo và rất hiếm có trên đời. Họ thường là những người thành công, giàu sang, phú quý. Còn ngược lại, nếu một người nào đó sinh ra đời mà đầu óc quá ư ngu si đần độn, học trước quên sau, lù khù lờ đờ, những người này thường sẽ rất khó thành công hay khó làm việc lớn được.
Tuy nhiên không gì là tự nhiên đến với một người nào đó, tất cả đều do nhân quả sống của người đó tạo ra. Nếu một người nào đó khi sống trên đời mà biết chọn nhân tốt để gieo thì trí tuệ sẽ ngày càng xuất chúng. Nếu ngược lại, chỉ biết gieo nhân xấu, trí tuệ sẽ ngày càng ngu đần, thậm chí đọa luôn súc sanh tâm tối. Vậy, nhân trí tuệ gồm những gì? Đó có thể là các nhân sau đây. 1. Yêu thích học kiến thức bổ ích của thế gian và truyền dạy để giúp nhiều người cùng giỏi, như ham học toán lý hóa, văn sử địa, vi tính, ngoại ngữ hay các công nghệ và các môn học khác. 2. Yêu thích học kiến thức Phật Pháp và hướng dẫn nhiều người cùng tu học. 3. Biết khởi tâm kính trọng những bậc vĩ nhân, những bậc có trí tuệ, có sự thông thái. 4. Biết đảnh lễ những bậc thánh nhân như Đức Phật và chư Đại Bồ Tát. 5. Thường dành thời gian để tịnh tọa thiền định tứ niệm xứ. 6. Sống biết giữ gìn giới luật Phật dạy và sống với tâm từ bi hiền lành, yêu thương muôn vạn loài chúng sanh. Còn ngu si là nhân nào? Đó cũng có thể là các nhân sau đây. 1. Ham mê tình dục và ngày đêm chỉ nghĩ và nói chuyện về tình dục. 2. Ham mê ăn nhậu uống rượu bia và suốt ngày chỉ chìm đắm trong bia rượu và men say. 3. Ham mê dùng các chất kích thích, chất gây nghiện như xì ke, ma túy, thuốc lắc. 4. Công kích và xem thường, khởi tâm khinh chê các bậc thánh, các bậc vĩ nhân. 5. Mê ngủ nhiều và lười biếng làm việc công ích. 6. Ghét sách vở và không thích việc học hành, giấu kiến thức và đố kỵ với người học giỏi. Ở trên chính là 6 nhân trí tuệ và 6 nhân ngu si căn bản. Vì thế, quý vị hãy biết chọn nhân tốt để gieo, tránh gieo nhân xấu, để đầu óc mình nhiều đời nhiều kiếp sinh ra luôn được thông minh, sáng suốt, trí tuệ và dồi dào. Đừng tìm hạnh phúc đông tây, đường về hạnh phúc nằm ngay tâm mình. Như Nhiên Thích Tánh Tuệ.